Quỳnh Lương lần đầu xuất hiện giữa ồn ào chia tay Tấn Phát hé lộ một điều liên quan đến mẹ người yêu. Từ những ngày đầu tiên công khai hẹn hò, người đẹp Quỳnh Lương và đại gia miền Tây Tấn Phát vướng vào không ít ồn ào. Mới đây trên livestream, người đẹp đã đề cập đến mẹ người yêu trong cuộc nói chuyện khiến cho fan ngỡ ngàng. Sau một khoảng thời gian hẹn hò, Quỳnh Lương và Tiến Phát dính phải không ít ồn ào từ những tin tức bất lợi về quá khứ của bạn trai Tiêu Gia đến việc trộn nghi vấn chia tay. Dân tình đối với những chuyện này đều dành sự quan tâm đặc biệt. Trong lần livestream mới nhất, Quỳnh Lương đã tâm sự khá nhiều về chuyện tình cảm cũng như mối quan hệ xung quanh cả hai, đặc biệt trong số đó là sự tử tế của gia đình bạn trai dành cho cô. Mẹ Tiến Phát thường xuyên nói chuyện và hỏi han Quỳnh Lương, kể cả trước khi về miền Tây thăm nhà bạn trai. Mẹ bạn trai cũng đã hay xem livestream của Quỳnh và theo dõi cô nàng. Lần đầu tiên về nhà Tiến Phát chơi, gia đình anh chàng còn mời cả họ hàng cô gì, coi như là bữa tiệc nhỏ để Phát ra mắt bạn gái. Điều này cũng thể hiện được sự tử tế và mối quan hệ nghiêm túc được người thân công nhận. Gia đình bạn trai cũng vui vẻ vun vén cho cặp đôi trẻ. Trong những lần về nhà Tiến Phát chơi, bác gái cũng chiều cô như con gái, dù cô ngủ đến trưa vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng để sẵn trên bàn. Hơn nữa, những sở thích nhỏ về ăn uống của Quỳnh Lương như thích ăn chua, cốc, mít, xoài hay các loại hoa quả khác cũng được mẹ Phát để ý và mua về. Quỳnh Lương chia sẻ thêm rằng mẹ bạn trai là người rất giản dị, thân thiện và rất giỏi kinh doanh. Lời tâm sự về gia đình của bạn trai từ Quỳnh Lương khiến cho những người yêu thích cặp đôi an tâm không ít trước tin đồn chia tay. Mới đây, cặp đôi khiến cư dân mạng đặt ra nghi vấn trục trặc tình cảm vì phát hiện Quỳnh Lương gần đây từng đăng tải về những dòng trạng thái buồn, ẩn ý như sau một hồi lâu, trước đi dưới mưa, em đã tự mua cho mình một chiếc ô, anh nghĩ em không đủ sức để cưng chiều bản thân mình sao, thế giới này làm em tổn thương bao nhiêu, em tự bù đắp xong hết rồi. Còn về Tiến Phát thì đăng story hình ảnh một mình với lời bài hát cảm ơn của Đen Vâu. Khi netizen thắc mắc, nữ diễn viên cho biết từ xưa đến nay cô vẫn thường đăng những dòng trạng thái như vậy. Quỳnh Lương cũng đăng lên trang cá nhân đoạn clip chia sẻ. Mọi người bình luận nói là do mình ghen với người yêu cũ này kia, thật ra là không có. Mình chỉ là không thích nhắc Phát trong livestream liên quan đến công việc của mình thôi, không liên quan đến người cũ hay gì cả. Nhà Quỳnh xưa giờ chỉ do Quỳnh tự đốt thôi chứ không ai đủ sức đủ lửa để đốt nhà Quỳnh đâu, nên mọi người an tâm nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm mình nhưng đọc bình luận. Mọi người bảo là mình ghen với người yêu cũ mắc cười quá, là mình phải đi qua đó để xem tình hình thế nào, nhưng thấy chẳng có gì để nghĩ cả, mọi người đừng nghĩ nhiều quá nha. Trước đó, tại chương trình Người Ấy Là Ai, Tiến Phát giới thiệu mình là một doanh nhân tại Trà Vinh. Anh cho biết đã từng có một đời vợ và hai con, sau ly hôn giữ mối quan hệ bạn bè để cùng thực hiện trách nhiệm với các bé. Tuy nhiên, ngay khi chương trình vừa kết thúc, Tiến Phát đã bị nhiều cư dân mạng tố cáo quá khứ ăn chơi, tệ bạc với vợ cũ Trà Vinh. Khán giả cũng liên tục để lại bình luận ở các tài khoản mạng xã hội của Quỳnh Lương khuyên cô nên xem xét lại mối quan hệ này, tìm hiểu kỹ về đối phương để tránh bị tổn thương. Giữa lùm xùm, Tiến Phát lên tiếng xin phép không nhắc đến chuyện cũ để tôn trọng người trong cuộc. Còn Quỳnh Lương lại có cách đối mặt khá thẳng thắn trên livestream. Nữ diễn viên nói, việc mình yêu đương hạnh phúc hay không, hạnh phúc là việc của mình, mẹ mình còn chưa nói gì mà, cẩn thận thì phải cẩn thận thôi, nhưng mình không thích sống cứ phải đề phòng đâu, lúc nào người ta tốt thì mình quen, lúc nào người ta không tốt thì mình thôi, mọi người cứ toxic quá là mình không thích, cảm ơn mọi người đã lo lắng cho mình nhưng mình cảm thấy bình thường. Sau những lùm xùm về quá khứ của bạn trai, Quỳnh Lương vẫn khẳng định sẽ tiếp tục mối quan hệ và thường xuyên xuất hiện cùng với Tiến Phát. Bạn trai doanh nhân không ít lần hậu tống nữ diễn viên đi dự sự kiện, xuất hiện trên livestream bán hàng cùng cô vào những buổi tối muộn. Ngoài ra, trong những clip về cuộc sống đời thường được Quỳnh Lương chia sẻ trên mạng xã hội, Tiến Phát cũng thường có mặt ở xưởng may, nhà kho, studio để hỗ trợ việc kinh doanh của cô. Kỷ niệm một tháng lên sóng Người Là Ai, Tiến Phát và Quỳnh Lương còn thực hiện một bộ ảnh tình tứ bên nhau. Cả hai thoải mái tương tác trên mạng xã hội, đăng ảnh clip đi ăn uống cùng nhau.